Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Nhà Thái học của Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội đã diễn ra hoạt động chấm vòng chung kết giải thưởng hành động vì cộng đồng Human Act Prize năm 2023 với chủ đề Dấu ấn tiên phong, giải thưởng do Báo Nhân dân tổ chức với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là giải thưởng thường niên mang tầm quốc gia nhằm tôn vinh, thúc đẩy những dự án vì cộng đồng, ghi nhận xứng đáng những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đang nỗ lực cống hiến cho xã hội. Ban giám khảo đánh giá và quyết định hồ sơ thắng các giải thưởng hạng mục và lựa chọn ra dự án xuất sắc nhất đạt giải thưởng năm của Human Act Prize mùa đầu tiên từ 35 dự án vào vòng chung kết. 13 giám khảo của giải thưởng hành động vì cộng đồng gồm những nhà hoạt động xã hội, đại diện các bộ, ban ngành, nhà lãnh đạo các tổ chức có sức ảnh hưởng trong nước và quốc tế. Thực ra trong nhiều năm qua chúng ta đã có rất nhiều cái chương trình, rất nhiều cái giải thưởng để vinh danh những người có sự đóng góp cho cộng đồng. Tuy nhiên cái điều trăn trở của chúng tôi là cứ mỗi lần trao giải thưởng xong như vậy thì gần như chúng ta không còn nhắc đến những cái dự án hết sức có ý nghĩa như vậy. Xuất phát từ cái suy nghĩ vậy thì chúng tôi có cái ý tưởng là xây dựng cái giải thưởng hành động vì cộng đồng. Nhưng nó không chỉ dừng lại ở việc là vinh danh các dự án có ý nghĩa, những cái đóng góp rất là to lớn của các cá nhân, của các tổ chức, của các doanh nghiệp cho cộng đồng. Mà điều quan trọng hơn là làm sao để những câu chuyện này nó tiếp tục được lan tỏa trong xã hội. Hôm nay khi mà nghe thêm được những cái dự án của các bạn thì Tâm cảm thấy rằng là không phải là chỉ có một nhóm người ít người đang đau đáu suy nghĩ về những vấn đề về cộng đồng, mà còn rất nhiều bạn trẻ rất trẻ nữa vẫn đang cái thực hiện cái điều đó, và Tâm rất hết mình cổ vũ cái điều đó. Và nếu như được trong thời gian tới, Tâm cũng sẽ tham gia vào một trong những cái dự án chẳng hạn, thì để mình có thể lan tỏa thêm cái điều này đến với cộng đồng. Đại diện 35 dự án lọt vào vòng chung kết thuyết trình trực tiếp trước hội đồng giám khảo tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Mỗi dự án có 10 phút để giới thiệu và trả lời câu hỏi của hội đồng giám khảo. Dự án nuôi Mộc Châu đã hỗ trợ cơm trưa cho 8.178 em nhỏ, xây dựng được gần 30 điểm trường với tổng giá trị tài trợ giáo dục Sơn La khoảng 36,5 tỷ đồng. Và với dự án, những cái hàng loạt dự án như vậy thì rất là vinh dự dự án được lọt vào vòng chung kết của giải thưởng The Human Act Prize, là một giải thưởng rất là danh giá do Báo Nhân dân tổ chức. Trong khuôn khổ giải thưởng hành động vì cộng đồng Human Act Prize năm 2023 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám diễn ra triển lãm với chủ đề Dấu ấn tiên phong. Tại đây, công chúng được chiêm ngưỡng các hoạt động hướng đến mục tiêu phát triển bền vững đã và đang diễn ra trên khắp cả nước. Triển lãm nhằm mục đích tôn vinh các nỗ lực vì cộng đồng, truyền cảm hứng cho các cá nhân, tổ chức khác hành động mạnh mẽ và truyền đi giá trị tri thức từ những bài học thực tế đầy cảm hứng. Triển lãm diễn ra từ ngày 24 tháng 11 tới ngày 3 tháng 12 năm 2023.